Bạn hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Alpha đây. Còn đây chính là X-Con. Hôm nay chúng mình sẽ làm trang phục và mặt nạ cho một san mới. Đây, mọi người nhìn màu, mọi người có biết là san gì không? Nhìn đấu mọi người biết được đấy là san gì đấy. Nếu mà ai biết thì hãy bình luận xuống bên dưới nha. Rồi, vậy thì cái này Alpha và X sẽ làm mặt nạ trước hay là làm áo trước nè? Bây giờ X sẽ làm mặt nạ trước để các bạn có thể đoán được là san gì nè. Ok. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ bóc cái mặt nạ này ra và để vào bên cạnh này để dễ vẽ hơn nha. Và chị Trang Lai có biết giá tiền mới này không? Chị không, mặt nạ mới hả em? Đúng rồi, mặt nạ em mới mua nữa đấy. Bao tiền thế? Em đố chị biết đi. Lần trước em nói là em cướp ngân hàng Thụy Sĩ mua mất khoảng tầm mấy tỷ đấy, chị quên mất rồi. 100 tỷ chị. 100 tỷ. Ui, thế lần này em mua bao nhiêu hả em? Cái này phải 200 tỷ một chiếc. Ôi dồi ôi, sao đắt thế? Lần này em dùng hàng hiệu chị. Ui, chơi hẳn hàng hiệu cơ. Hàng hiệu đấy. Ui, ghê đấy. Chết luôn. Thế giờ, ủa em xem gì cái trong cái điện thoại ấy? Mẫu quá. Ờ. Em không cho mọi người biết đâu. Cho các bạn xem với đi. Không, chỉ cho mọi người nhìn vào mặt nạ này mọi người đoán được mà. Ok, vậy giờ em mới ếch vẽ đi. Đây, mình đã vẽ xong mặt nạ rồi. Mọi người đã đoán được đây là san nào chưa? Ui. À, chị biết san này san nào rồi. Biết rồi nha. Đây là Glitch San đúng không? Sự kết hợp của 404 và 606 nè. Đúng rồi. Sao chị biết vậy? Trời, chị xem video của bác sư Hoài sao không biết được. À. Đó. Ui, nhìn cũng đẹp phết em nhờ. Đẹp chứ, còn em vẽ phải đẹp chứ, ít nhờ. Ít nhờ. Cái này là vẽ áo đúng không? Đúng rồi chị. Thế thì để màu mới lại mặt nạ gọn sang rồi để áo xuống vẽ thôi. À, vẽ áo có cần chị trợ giúp không? Áo á? Ừ. Thì phải chị trợ giúp với bọn em xin anh. Ok. Ok chị. Nào, cầm đi. Ui. Đây. Đây á em. Nhưng mà áo này chị thấy nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy nhỉ? Áo này áo bảo hộ siêu cấp đi. Ui, áo bảo hộ á? Vâng. Ôi, em mua đâu thế? Em mua ở bên Ý. Bên Ý? Vâng, nước Ý. Sang tận bên đấy cơ? Vâng. Ui. Đi kiểu gì không? Không, đi kiểu gì thế? À, em đi máy bay đúng không? Vâng. À, đi tên lửa? Không phải luôn. Không phải á? Đi trực thăng, đúng rồi. Vâng, không biết được đâu. À, đi thuyền thì chỉ còn cách đấy thôi. Mới. Công nghệ mới. Biết không? Chính là tàu ngầm đi ở lòng đất. Ui, tàu ngầm đi hẳn tàu ngầm cơ. Vâng, tàu ngầm đi ở lòng đất đi chứ không phải lấy tiền đâu. Nhưng mà em lấy đâu ra tiền để em mua? Trời. Em nói với chị thôi nhá. Ừ, với chị thôi, nói nhỏ với chị thôi, chị không nói với ai đâu. Rồi sao? Em lấy trộm tiền của anh Bốn đi. Úi giời ơi. Ăn trộm tiền của anh Bốn. Úi giời ơi. Úi. Mọi người ơi, đừng ai nói với anh Bốn là Alpha ăn trộm tiền của anh Bốn nha. Ba đứa bọn mình mới mọi người biết thôi nha. Ok, thế vậy cái này bọn mình làm áo nhá. Nhưng mà áo này vẽ kiểu gì thế Alpha? Đâu? Đâu xem à? Ồ, hóa ra đây à? Ồ, nhìn, ơ nhìn thấy giống quen quen, giống áo anh nào nhỉ? Anh Sáu. Anh Sáu á? Vâng, anh Sáu. Ồ, nhưng mà chị thấy này. Nó hình như nó còn có cả lông lông ở đây nữa nè. Lông lông, ứ. Nhưng mà bọn em hết tiền rồi. Hết tiền? Không đủ tiền để mua lông. Hay trộm của anh Bốn trộm ít thế? Vâng, anh Bốn giấu hết rồi, két sắt rồi. Trời ơi, phải đập két sắt ra mà lấy chứ. Thế thì chị đi đập đi, bọn em đi.
Này, em có rủ chị đâu. Trời, lần trước em cũng đã không rủ chị rồi nhá. Thôi hai con này bọn mình cùng làm áo đi. Anh Ba cần chị giúp không? Em có chứ. Thật không? Thiệt mà. Vậy mà anh trộm mẹ cướp cái gì không rủ chị. Chán anh Pha lắm. Này, không phải che đâu. Đừng có đánh trống lảng nữa nha. Thôi làm đi. Ok, giải áo ra đi. Nhưng mà áo ấy có mỗi màu đỏ thôi đúng không? Màu xanh này thì cất đi chứ nhỉ? Này, em cất màu xanh đi. Ồ, cất màu xanh đi, ếch cất màu xanh đi. Rồi, giải áo ra. Đây, chị thấy chưa? Em ui, lấy cái quả to đúng không? Đầu tư luôn cả cô ạ. Đúng rồi chị. Ui ạ. Em lấy trộm của anh Bốn này. Lấy trộm của anh Bốn á? Vâng, anh Bốn mà biết là anh Bốn đánh cho anh Pha một trận đấy. Con này em lấy tiền em mua. Tiền của anh Bốn. Trời, tiền của anh Bốn cũng như tiền của em đi nhỉ? Đúng rồi. Em đang nhà thì nó phải vậy chứ. Ồ, thế cái này bọn mình làm nhá. Ok. Wow. Nhưng mà chị thấy giống áo của 606 lắm em ạ. Giống á chị? Đúng rồi, này. Màu cũng giống thiệt á. Ồ. Ồ, em có thấy có cái điểm nào nó khác không? Không, em thấy y hệt à. Sao lại y hệt được nhỉ? Ấy có thấy khác không? Không á. Khác mà, mọi người đếm, à mọi người đoán xem thử xem mà cái áo này nó có khác gì so với áo của 606 không? Đó, mọi người nhìn kỹ lại xem. Hay em nhìn này, hay em nhìn kỹ lại xem. Đâu, khác mà. Khác. Đâu, khác là khác cơ mà. Khác. 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 Nè, mọi người xem, mọi người có thấy khác chỗ nào không? Mọi người comment xuống cho mình xem đấy. Này, thấy chưa? Đây này, chị chỉ cho em với lại XO biết khác ở chỗ nào nhá. Đây nè. Tiên 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 tiên. Thấy chưa? Thấy cái này có thấy giống ở đâu không? Quyên quyên. Anh em kiểu gì đấy? Thì đây là áo của anh Sáu thế. Trời ạ. Áo này giống áo của anh Sáu thôi. Nhưng mà cái vết này nè, giống áo của anh Bốn. Thấy chưa anh Bốn? Bởi vì sự kết hợp của anh Sáu với anh Bốn là thì màu là của anh Sáu rồi. Còn cái gạch kia là phải là của anh Bốn chứ đúng không? Gì nữa này? Ồ, đẹp trai thế. Em ơi nhìn nè. Giống em nhỉ? Giống em làm sao được, em nhìn lại cái mặt em xem đen xì như này nè, mặt thì đen xì như này, mặt người ta trắng như thế này chứ là em mặt em này đen sần sùi xì nhá. Em thích cái này chị. Em thích cái này hả? Em thích. Thích cái gì? Trời ơi, đi đâu thế? Ủa, anh có thấy đẹp trai không? Ê, sao em thích hay là yêu còn chưa biết, thật tình em cũng thấy hay. Wow. Trời, em hát cái gì vậy? Quá được. Anh nói em yêu giọng ca của em ba. Còn em yêu chiếc môi của anh. Uầy. Thời gian đấy. Ô trong ngày mai em ăn chứ. Để em đi. Ui. Hay quá, hay quá. Quá tay. Ui giời ơi. Anh ba đi làm ca sĩ rồi đấy. Đây, hóa ra là em thích cái này. Em cũng thích cả cái đấy luôn. Em thích cả. Ui giời ạ. Ui đẹp trai đúng không thế? Em mà đẹp trai. Ui, đẹp trai mà. Đẹp trai gì? Xấu mù. Bạn thích bạn của em đẹp mà. Bạn nào? Bạn trên mạng. Ở chỗ nào? Đấy chị không biết rồi, trên TikTok rồi. Ui em ơi, em ảo thế. Ơi, ảo cái gì? Các bạn khen thật mà. Ui giời ơi, em chỉ bốc phét thôi. Chị lên TikTok là của anh cameraman làm xem. Vậy á? Vâng, các bạn xem em đẹp trai đầy. Ui, kinh vậy. Kinh mà chị. Ui ghê. Tạo ráng à?
Ôi giời, mày đang tạo ráng à? Ghê đấy nhỉ. Ôi giời. Ui. Bây giờ là hai con này là hai con báo. Mình không báo nữa. Ôi giời. Còn lấy áo của anh đi đội nữa à? À, Alpha mặc. À, Alpha mặc vào thử xem. Ôi giời, ếch ơi. Ok. 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 Đéo ơi. Anh giả cho Alpha đi. Alpha đâu ấy? Thay đồ à? Rồi, mẹ em khóa rồi. Đi chỗ khác đi. Ra sau đi chị này nè. Mẹ đóng rồi. Thôi đi chỗ khác đi. Anh ha. Ok. Em đi một tí thôi. Ừ, một tí ok. Lâu ấy nhỉ? Alpha ấy đi thay lâu thật đấy. Ếch nhỉ? Ô, Alpha này. Ui, à không, 504. 504 đây. Oh my god, 504. 504 thì tiểu thư ấy, trời ạ. Ô, nhưng mà chị đấy em có thấy gì đâu. Chỉ khoác mỗi cái áo, đội cái mặt nạ là xong. Xem đi lâu thế. Nỗi buồn. Mà em buồn quá. Buồn gì? Em buồn giải quyết nỗi buồn. Buồn giải quyết nỗi buồn. Đúng rồi. Lái gì ấy? Buồn giải quyết nỗi buồn lái gì? Buồn với kép dê đó chị. Trời, buồn với kép dê. Trời, em đi nửa tiếng ở trong đấy rồi đấy. Cái gì? Nửa tiếng. Chị mẹ ếch ngồi từ nãy giờ đợi em luôn. Trời đất. Bây giờ em quay trở lại mà. Đâu, nhảy một bài xem nào. Mạnh mẽ lên. Làm hành động mạnh mẽ lên. Đừng yếu lá như con gái thế. Học học theo anh bảy. Rồi anh bảy á. Đúng rồi. Anh vào làm kiểu đó. Ui mạnh mẽ thế. Nào đổi dáng nào. Ui mạnh mẽ. Vừa mạnh mẽ không cơ mà. Trời, cái điệu gì kia? Cái này là mạnh mẽ hả em? Mạnh mẽ là đấy. Ui, kính thế. Kính thật đấy. Nghe chưa? Nghe rồi. Em đấm cả vỡ màn hình nhiều luôn đấy. Ui, thôi, đừng nấm em ơi. Vỡ điện thoại đi. Vỡ điện thoại anh bốn đấm cho một trận đi. Anh ơi, lên nhà. Thôi chị không nhảy đâu. Chị nhảy thì ai quay phim cho bọn mày. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Ui dồi ạ. Mày đặc khiêu vũ. Trời đất ơi, chị nhớ là 504 ngầu lắm mà. Ngầu kiểu gì đấy? Như thế này gọi là ngầu à? Như thế này mà gọi là ngầu hả? Ui. Alpha ơi, ngầu ở đấy à? Trời ơi, em đừng bị nhiễm anh bảy nữa. Ôi dồi ôi, chết dở. Cái này là 504 mà. Kiểu như là anh bố ơi cứu em. Cái gì đấy? Ôi anh Pha ơi là anh Pha. Ôi, nắm cái điều gì đó vậy? Này em phải mạnh mẽ lên. Không kiểu đấy được. Chị chẳng thấy cơ bắp mà chị thấy cơ xương của mày thôi. Đi đâu ấy? Đi đâu ấy? Anh anh thì quá chán Alpha rồi. Gì vậy? Cơ bắp à? Cơ bắp nhân tạo à? Chị nhìn thấy cái gì rồi nhá? Tự nhiên cái gì? Có gì đâu?
Ừ, không có cái gì. Ôi giời ạ. Thôi, đấy, thấy chưa, này. Anh ơi, sao em có thể chơi được với Alpha như thế chứ? Anh chơi được mà anh nhỉ? Thôi. Hai con ngáo mọi người ạ. Rap Việt à? À, Alpha đi thi rap Việt à? Đúng rồi, em đi thi đây. Biết không? Hả? Em vừa bài thi cái. Người ta cho em. Chị biết thắng hay thua? Ui giời. Nghe qua chị biết mày thua rồi. Đâu, người ta cho em vào vòng trong đấy. Cái gì? Được vào vòng trong? Vâng. Hồi nào vậy? Thì, hồi lúc em nằm mơ buổi tối. Trời đất ơi. Em bớt tấu hài đi. Nằm mơ à? Anh nằm mơ là vậy mà đúng không ấy? Trời ơi, hai con ngáo này. Thôi. À, mà chị xem nào. Em có cái này muốn gửi tặng đến anh bởi. Cái gì đấy? Em được video này sẽ rất là vui. Vậy sao? Gì đấy? Mình đi ăn trộm tiền của anh Bốn đi. Đi đi chị. Nhưng mà em có biết chỗ để tiền ở đâu không? Em biết. Ui dồi à. Em còn biết cả mật khẩu cơ. Ghê thế. Ghê chứ. Ơ, nhưng mà nếu mà bị bắt ấy, hoặc là anh ấy biết ấy, thì em chịu trách nhiệm nhá. Nhưng mà nhớ cho anh ấy khen thì sao? Khen cái gì? Khen mình tiêu mất tiền cho anh ơi. Ừ ha, anh ấy đầy tiền nhỉ. Anh ấy nhiều tiền mà. Thế là tất cả chúng ta đều phải chịu. Không, một mình em chịu trách nhiệm thôi. Không, thế không được rồi. Không, nếu mà em chịu trách nhiệm thì chị mới đi. Còn em không chịu trách nhiệm thôi, chị không thôi đi. Thôi, chị không được ăn nữa. Vậy thôi, chị đi về. Để sao chị cắt xin em, chị không chơi với em nữa. Thôi, em chịu trách nhiệm cũng được. Vậy nhá. Vâng. Ok nhá. Vâng, bây giờ bọn mình đi trộm đi. Ừ. Mà bọn mình đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và cả team mình nữa. Ừ. Mình sẽ dành từng cái nhỏ bé này. Trời. Tất cả các bạn. Tình yêu nhỏ bé đấy á, phải tình yêu to lớn, siêu to khủng lồ như bà Tân Vlog chứ. Lớn. Trái tim em nhỏ nên em chỉ có tình yêu nhỏ bé thôi chị. Vậy á? Vâng. Trời ạ, phải nói. Ôi mà đi trộm đi, em nói em thôi. Đói rồi. Ừ chị cũng nói đây, hãy đi nhanh lên chứ tí nữa anh muốn về, anh muốn cho một trận đấy. Tắt máy đi chứ không ạ. Mà quay lên vậy thì mấy anh ấy thấy đấy. Không, các bạn không nói, các anh ấy không biết đâu. Nhưng mà các anh ấy biết mà. Có mấy bạn bảo mấy anh đấy đây. Không, các bạn bảo các em phải bảo các bạn giữ bí mật cho chứ. Nhưng mà bây giờ nhá, chị phải tắt đi. Chị phải tắt đi chứ bây giờ quay một quá trình bọn mình lấy tiền của anh ấy. Anh ấy mà vô tình anh ấy xem được thì sao? Anh ấy không xem được đâu, các bạn không bảo thì anh ấy không biết mà xem đâu. Không, anh ấy biết. Vậy á? Vâng, anh ấy mà biết là toàn em đó. Vậy á? Thôi, chị đi trộm đi, em nói thôi. Đi, ok, đi. Làm sao ấy? Bảy ơi. Anh Bốn anh đi đây. Cái gì? Làm gì đấy? Mày bắn đâu ấy? Ủa sao mày sao mày tự làm mộ như này vậy? Mày làm gì ấy mày? À? Anh nhìn chưa?
Nhìn cái gì? Dê với cháu nó tỏ tình gì kia kìa. What? Đâu? Đâu? Nó tỏ tình gì kệ nó chứ. Tại sao mày lại làm cái trò trống này? Mày lại tự hy sinh bản thân mình à? Mày bị ngáo à? Hả? Đi lại đây. Em bị điên à? Mày ngáo à? Mày bị ngáo không vậy? Tại sao lại tự anh điên à? Mày ngáo à? Mày bị ngáo không? Sao mày bị ngáo không? Ngáo thật rồi. Khênh ghê luôn nó. Trời ơi, sao tự nó tự làm mộ cho nó này. Thằng này đúng thì ngáo rồi. Ngáo nặng rồi. Đừng bắt ở đây. Xếp lên đi anh. Trời đất ơi. Khóc lóc cái gì? Mày khóc gì mà không? Mày bị ngáo à? Mày khóc gì vậy? Chị pha tôi đừng đèn nữa. Em đừng đắp lên vậy. Ồ, con pha con đấy. Làm sao? Đi đâu? Không biết nào đâu. Có chuyện gì? Cho tính nào, có tính. Chắc là tao thấy bố là nó vừa đi chơi rồi không cơ mà. Ô, ngồi ngoài kia kìa. Đâu? Đâu? Làm sao? Là cái bụi chuối có gì đâu. Làm gì? Sao mà mày lại nằm ở đây? Mày đang tặng hoa cho nhau đây. Úi dồi ôi. Anh chẳng đi nhìn, anh chẳng thấy nào cả, chẳng có đồ nào đây cả. Mày bị áo à? Mày đứng dậy không? Đứng dậy. Mày có đi nhau không? Đứng dậy. Rồi ôi, sao tự nhiên nào tự tạo mộ cho mình mà giống chịu mày rồi. Hả? Vậy em định làm gì? Em định làm gì với cái với cặp ba? Em định làm gì đấy? Làm mộ cho em. Làm mộ cho mày á? Làm sao mày lại phải làm mộ? Mày lấy gạch mày xếp người mày chỉ có bẹp thôi, làm gì mà đang xuất được? Bẹp là chết rồi. Mày ngáo quá vừa thôi. Vậy bây làm sao? Bây giờ mày muốn bắt mộ một cụ tình à? Cái này là cái sao tự nhiên mày lại nói là mộ cha ra mày xong nhóm làm sao có bọn nó làm sao đâu? Bạn bè bình thường. Muốn đang tặng nhau. Ở đâu? Ngoài kia kìa, anh cũng biết rồi. Mà vấn đề cái này vẫn cùi chuối mày tổ ngoài kia là chỗ nào? Vẫn tỏ tình việc của nó chứ gì cũng sao? Liên quan đến mày à? Anh hâm à? Hâm gì? Tại sao mà liên quan đến mày à? Năm mộ tình. Mà chúng nó tỏ tình với nhau thì tôi làm sao mà mày liên quan gì? Mày chúc mừng chúng nó chứ? Được rồi. Đứa ăn cưới thì sướng quá làm gì? Đứa ăn cưới sướng còn ngon. Đứa ăn cưới. Chị cha ra. Tao thích ăn cưới lắm rồi thì tao. Hả? Chị cha ra mấy anh xấu ở đâu? Ai ở đâu? Ở đâu? Ở quê à? Quê à? Đâu? Thế là mày nằm ấy, mày định đắp một cuộc tình luôn. Mày bị ngáp à? Bây giờ em với Trang An đang người yêu của nhau, bây giờ thấy như thế chả tức giận. Yên, tao nói cho mày nghe nhá. Hôm trước ấy, nó đã đòi đi Singapore với thằng nào rồi mà mày phải để ý nó làm gì nữa. Không mà, có con này thì mình yêu con khác. Mà biết được mày nói như thế, mày biết là mày hiểu lầm 606 thì sao? Đúng rồi. Dễ gì? Anh Bảy với chị Trang An hợp đôi mà. Bây giờ mình không có con này thì mình yêu con khác, em chẳng biết cái gì cả. Đúng rồi. Mà con khác là Chara còn gọi điện với thằng nào đi Singapore đấy à? Đúng rồi. Thôi, tôi nói là nhẹ này, mày đừng có hiểu lầm 606 vậy. Bây giờ ra ba nhặt ba mặt bốn lời, cơ này phải ra xem. Không đi, ba mặt tám lời đi. Bây giờ phải bê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bảy mặt mấy hai mấy đứa nó là 9 mặt. 9 mặt. Cơ này cứ ra kia hỏi bọn nó rõ ràng đi. Tại sao mày định về bọn anh mà hôm nay không phát hiện thì mày lại xanh cỏ à? 9 mặt nhiều lời. Hả? 9 mặt ba mày xanh cỏ đấy à? Đi. Mày định đáp bộ tụi tình ở đây đấy à? Đi ra đây xem nào. Ở đâu? Dẫn đầu. Cơ này đình chính thôi. Thích thì đình chính thôi. Thanh niên thời nay chán quá. Đi chậm thôi. Cơ đi chậm để xem bắt quả tang không nè. Mày cứ nói thế. Tao với thằng mày với sáu nó còn đàng hoàng lắm. Bây giờ mình không yêu con này thì yêu con khác, yêu gì con. Ừ, tại sao vậy? Ôi, em xuống anh nhau. Em xuống. Bạn hiền. Ôi. Đánh cổ mẹ. Thật. Anh bốn rồi, anh bốn rồi. Thật rồi. Đâu? Thật mà. Đâu. Kìa, 606 mới lại. Đâu? Em đấy, nhưng mà nó biết em là người cho nào. Bây giờ nó làm chưa gì em. Bốn là chúng nó tặng hoa với nhau rồi. Nó ra kia nó ngồi, nó hòng gió, nó nói chuyện kể với nhau. Nó ví dụ như nó bổ là cái chuyện để tìm cách tỏ tình mày thì em sao? Thì vậy. Biết đâu nó đang tạo một cái bất ngờ cho em thì sao? Tại sao em chưa gì em đã định tự đào mộ cho mình rồi vậy? Mày chưa có đâu. Bây giờ biết đâu được thằng Sáu là bạn của em đúng không? Ừ. Nó ra nó đang với cha ra là tìm cách nào đó để lên kế hoạch tặng quà hoặc là tỏ tình em đấy thì sao? Không có đâu. Đúng thì rồi. Nhưng mà bọn là... nó mà lên kế hoạch thì nó phải cho mọi người biết chứ, để không giấu thằng bé với là giấu cả với người. Chúng nó là bạn bè với nhau, người ta bảo là bạn bè là không được yêu cùng một người. Ơ đấy chưa? Biết đấy, biết em xin khai với cái quất đi không? Ai mà biết được.
nhưng mà biết đâu cái này nó ra nó tìm kế hoạch, nó lên phương án để nó tỏ tình mà sao ép dần dần. Cái này nói thật nhá, đấy cái này mọi người đừng có hiểu lầm sóng sáu, ép xuống. Ủa, đấy cứ phải mình phải theo dõi đó, chứ chị mình đã hiểu lầm sáu vậy là không được, không có chuyện mình hiểu lầm sáu được đúng không? Ui đấm lưng như nhau kìa, đấm lưng như nhau kìa. Nhưng mà chắc là đây là cái điều kiện của thằng sáu, nó gửi cho con cha ra là phải, nếu mà lên kế hoạch cho nó thì phải đấm lưng cho nó thì phải. Xoa đầu với anh thôi, tại sao lại sáu lại xoa đầu cha ra? Thì bây giờ cái điều kiện của thằng sáu như thế làm sao bây giờ? Đấy chị phải, anh nói chưa mày nghe chưa? Đấy mày không có con cha ra bây giờ có phải đó được không? Nhưng mấy bây giờ là tao đấy. Đấy đã bầu rồi đừng có nên yêu làm gì, yêu sớm còn đau sớm. Cứ như anh này độc thân vô tính. Ui thích trong thật rồi. Ui dồi ôi, nhưng mà tại sao? Tại sao nhỉ? Thấy yêu rồi cười mà nhau thế. Đấm bố. Thôi đấm cái này vấn đề mà cái này biết rồi. Biết được nó cái này nó không yêu bảy nữa thì nó yêu sáu thì thôi. Sẽ bên bên mai. Ừ, nó thân mật như thế cơ mà. Bây giờ nó là bạn bè với nhau thì cái này mày không yêu nữa thì mày thôi. Biết em đã có người ở cạnh bên. Yên đi rồi mày. Trời ơi, mày ngáo à? Làm sao đấy, mình tính ngáo à? Mày yên em nào, cái chuối nó có tội tình yêu mà mày đá đúng không? Báo con chuối cho người ta. Nè mọi người, chẳng mấy thằng này không phải chỉ ít mồm lại đi. Tôi ngáo lắm. Anh Bảy ơi, anh Bảy, bây giờ ra xã hội làm ăn bươn chải. Anh Bảy ơi, yêu con này thì mình yêu thằng khác. Em đừng phải lo. Anh Bảy, nên rảnh lại thì cho ra đi. Mày cái gì mà rảnh mày làm sao ấy? Bây giờ nha, bây giờ cười đùa với nhau đó, thấy không? Bây giờ lên này thành thành anh nhìn xem, có sợ em được như thế đâu? Ai biết được mày? Đâu thế còn hôn anh mà? Ui, hôm nọ thấy hôn mày gì? Ơi, còn hôn nhau thân thiết. Nhưng mà có được khi nào có riêng tư như vậy không? Thấy chưa, nó còn có qua nhau nữa kìa. Không chuối, cái gì người ta? Cái chuối nó có tội tình gì đâu? Mày điên à? Cái vấn đề biết đâu kiểu đang diễn tập thì sao? Diễn tập gì như thế? Diễn tập để người ta tập sau này người ta đi thế. Ừ mà vậy nghe đúng logic nhỉ? Toán ngộ. Em cứ bình tĩnh lại. Cười nhà nó cười nhau nhau kìa. Ủa, được chưa? Mình đang ở xa, mình phải zoom lại. Toán ngộ. Cuộc tình này thì... Thôi mày ơi, thôi. Chấm hết rồi. Bảy ơi, ủa rồi. Ủa rồi, Bảy ơi. Giữ lại, Bảy đây. Giữ Bảy lại. Không đánh. Bảy cái lấy dao nó tròn tròn làm chút đấy. Ôi, thôi em. Em mày làm sao thế? Cái vấn đề làm sao? Kể từ đây rồi ta hai lối. Không đi. Mày nóng cái này, có thích thì lại hỏi anh Hoàng. Không, anh xem nó tặng hoa cho nhau kìa. Anh tránh ra. Thôi, giữ nó lại. Nóng không phải gì đâu. Sáu nhá. Mày gì đây? Bình tĩnh đi. Đấy, nói chuyện. Bình tĩnh, Bảy ơi. Sao? Em bảo em đi chơi với hai cơ mà. Đi chơi với bạn cơ mà. Đâu? Em gì mà có gì làm gì đây? Thôi. Thôi. Hoa đẹp đấy, hoa này nhá. Ngày xưa anh học lịch sử chiến tranh thế giới là hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu. Ủa, bé ơi, bỏ đi. Nó là ở lịch sử, phải không anh? Lịch sử chiến tranh. Nói gì mà thương mấy mẹ. Ôi, vậy sao lại chiến tranh mới tình yêu? Ê! Thôi! Anh muốn lôi từ đâu chơi chuối này xong rồi ngủ đánh sáu mà làm gì? Nhỉ? Anh nhìn xem, cái tay nó cầm cái gì đây? Đúng hả? Nhìn vậy mà không biết à? Ôi đấy, thấy chưa? Ôi ôi em ơi, anh như thế là anh không còn cái gì nói luôn. Cái này khác gì lại quay ra chỉ trích em rồi. Như tát vào mặt em luôn đi. Tát gì em ta đây rồi đâu? Làm gì đây? Trời ơi, bọn này sao đánh nhau? Anh làm gì đấy? Như vậy thì sáu này anh bảo này, ra đây anh bảo đã. Sáu ra đây. Ra ngoài kia. Ê, sáu ơi. Anh bảo này, mày biết cái này cái mấy thằng Bảy thích cha ra đúng không? Đúng rồi. Vậy em đang làm gì? Thì bọn em ra nói chuyện thôi. Nói chuyện gì? Nói chuyện sao lại hai đứa lại quắc tay nhau thì tặng hoa nhau? Quắc tay nhau có sao đâu? Tại sao không sao? Cái này Bảy cái này đấy, cái này ra tới nơi còn cha ra còn trách thằng Bảy nó thì sao?
Hả? Có đây nhá. Rồi bây giờ ấy, anh cũng bênh mày nữa. Em làm thế là em sai rồi. Anh làm vậy là không được rồi. Mày biết là bạn mày yêu con người ta rồi mà mày vẫn còn cố vậy là sao? Rồi. Mình đang người thứ ba là được em ạ. Ừ. Em mà ăn như thế là không được đâu. Chị sao vẫn chả xanh luôn đi. Ê! 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 Thôi! Thôi! Sao anh nhỉ? Mày thích chứ nào? Mày nói giọng như con đàn bà ấy. Hai xỉu. Hai đứa có coi nhau cười nói như thế. Hai anh tự nhiên ở đâu xong anh đến đây? Anh đi làm gì? Biết đâu em đang hiểu lầm cha ra thì làm sao? Hiểu lầm gì anh? Anh nghĩ cái gì? Anh hiểu lầm gì? Thì là hai đứa bọn mày ôm nhau hôn nhau cái thứ thì không phải à? Lúc này anh thấy có coi nhau nhá. Không anh không nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Đúng rồi, bọn đây không nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì anh mắc cười chứ? Anh mày nhìn đấy làm gì ấy hả bảy? Làm gì đâu? Em thấy có coi nhau thế này. Này bọn anh thấy có coi nhau nè. Anh lại bênh, anh lại bênh cháu à? Thôi mà. Anh. Thôi. Thôi. Anh ăn. Thôi cho mẹ. Ăn vạ, lôi em ra. Sao? Chuyện là mày à? Mày báo rồi thôi. Ăn pha. Bây giờ em giải thích đi. Mấy anh đến đây xong rồi đến đây để làm gì? Chẳng nhau nói đồ đuôi có chuyện thì biết không ở đây sao? Em biết chuyện gì chưa? Chuyện gì? Thằng bấy nó xít nó ra đi đây. Đâu? Nó đào mộ. Nó tình ngay. Nó đắp mộ cuộc tình. Nó tự xây mộ cho nó chỉ nó về với lại đất mẹ. Bọn anh mà chỉ đến chậm 30 giây thôi là nó đăng xuất. Thôi. Thôi mà. Mới. Mày bênh anh bảy thì biết rồi. Đấy xem mọi thứ sự thế nào đó chứ. Mày chưa thấy nó như thế rồi. Thôi. Ấy, tao đứng ở giữa mày với bọn mày đánh nhau rồi à? Ấy, ra kia đi. Này, anh bảo cho Chara biết đây này. X với Alpha là bạn thân. Vâng. Nhưng mà Alpha cái này là V7. Tại có đấy kìa lại là V6, V2, vì chính vì em. Tất cả là tại em. Tại em mà cái này bọn nó lại đánh nhau này. Ủa? Alpha. Gì đâu thôi mà. Em coi. Thôi, anh bốn xin thứ này. Thôi ra kia. Sao em làm gì chứ? Sao lại cầm làm như thế? Thôi, bình tĩnh lại xem nào. Anh thuê người phán xử về. Tất cả là tại em đấy. Tại em cái gì? Cái này có hai con này nữa, cái này không phải chuyện của em, sao em lại xen vào? Vâng. Cái này anh nói thật với em như này, không phải của chuyện của em, đừng xen vào, không bênh một ai cả. Này. Trời ơi. Bọn mày có phải cứ nhanh có phải tốt không? Này. Anh biết là mày fan của anh Bảy rồi, còn con Ếch là fan của anh Sáu rồi. Cứ như anh có phải tốt không? Cứ như anh này fan của Blackpink có phải là vui không? Mày yên lên mày, anh sao mày bánh rồi? Mày khỏe quá à? Thôi. Sao? Thôi, bảy bình tĩnh lại đi. Không yêu đứa này, yêu đứa khác em.
không yêu đấy, yêu các em ra kia cho anh bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lại, bớt nóng, bớt nóng, bớt nóng, bớt nóng. Cơ này này hai phe đấy, con ấy của mình đấy, ấy cái đấy, ấy cái đấy sang bên này lại bị đánh ấy, tao đứng ở giữa, mày đứng yên lên bên đấy. Em bình tĩnh lại đi. Khuyên bảy đi. Không. Thôi, anh có biết chuyện gì đâu em, cứ này hai đứa bọn mày lại đánh nhau nữa vậy thì. Ai đưa mày đánh nhau như thế này? Mẹ cái chuyện này chuyện của quận vẫn là 6 thằng 7 anh chả ra. Chứ mà chuyện của mày đâu? Anh ơi. Hả? Có phải chuyện của em đâu? Không tha. Yên đi nào. Có phải chuyện của em đâu? Có phải chuyện của em đâu? Anh ba chị em mình. Chờ bây giờ bên đây mày làm vậy à? Chị bảo em không nghe. Anh ba, chị phải lên với anh bảy. Chị có đi đâu đâu? Chị đi đâu anh Sáu thôi. Ai bảo? Em bảo. Ai, em bảo kiểu gì đấy? Em thấy rồi. Quân, quân làm. Để tao buộc chặt dây quần lại đánh nhau. Ai, anh bảo rồi. Đánh nhau thật cả quần nè. Quân đánh nhau nó đi về đi. Sáu bảy. Cái này cứ vấn đề của hai ông bà kia, cái này cứ, các ông bà lại còn thích đánh nhau nữa à? Ôi, dừng lại. Ê. Xuống ao bây giờ. Má xuống ao bây giờ là đúng rồi. Có biết bơi lại con. Ôi trời ơi. Em đánh em đánh đi. Ôi em ơi. Thôi. Thôi ba. Dừng lại đi anh ơi. Anh ơi, thôi thông cảm cho nhau đi. Cái này cái vấn đề này này. Ếch mày anh biết là fan của thằng Sáu rồi. Cha ra alpha fan của bảy rồi, anh cứ như anh là fan của Blackpink có phải đu đâu. Đúng rồi. Tại bọn mày khích vậy nhỉ. Thôi. Im lại. Thôi đi mẹ. Anh mới em đi. Im chưa? Nín chưa? Im im mồm. Để yên anh giải quyết, mày ở đây trẻ con ranh con. Đúng rồi, không được phép. Không được nói nữa, im chưa? Im, ngoan chưa? Anh bảo em sao đi, nghe. Ngoan rồi vẫn đập. Mày nữa. Anh bảo có nghe không? Cơ này không được đánh nhau, không được gây sự với lại alpha nữa, nghe chưa? Nghe chưa? Alpha! Trời ơi, anh có mày đi, anh kia chết anh bảy mà. Thôi, đứng yên đây đi, đứng yên đây đi. Tao thật, trong cái cuộc đời này tao chưa bao giờ gặp cái drama nào nó ối dồi ôi như thế này. Cái vấn đề là vấn đề là cũng... Hả? Em mới chỉ cho ra nói chuyện thôi mà anh bảo anh đây cũng làm to chuyện thôi. Nói chuyện mà tặng hoa cho nhau, nói chuyện mà ôm hôn nhau. Ôm hôn gì? Anh đừng có mà bóc phía. Anh nghe tiếng tiếng anh ngoài kia. Anh ngoài cửa đường kia anh còn nghe tiếng chuột chuột kia. Bây giờ mày. Hả? Em chỉ nói chuyện vui. Anh còn nghe đây nha. Anh em nói chuyện với hai chị trên em bình thường thôi. Này, tại sao? Hai con tim mà chúng mày đập rất là nhanh, tình. Nhưng mà tay cửa hổ à. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay bọn em lại dở rồi mà. Hai đứa lại dẫn nhau đâu ngoài này. Hôm nay Sáu đánh Yên chị bảo. Hôm nay Sáu nó bảo với em là nó thích một cô gái. Xong rồi nó bảo thích em à? Hôm
Đây. Hai đứa thôi. Thôi. Im mồm chưa? Im mồm quá, không im mồm anh vả mắt anh chết luôn mày đấy. Ngồi xuống. Bây giờ là chuyện của người lớn, anh cứ nói nhiều quá vậy. Sao mày tính tâm kiểu này để làm gì? Thấy ra chưa? Này. Thấy yêu đi, em nói chuyện này. Anh nói cho em biết như này này. Cơ này. Xấu ra. Anh nghĩ sai rồi. Ra ngoài kia. Mày thích đi sướng. Ôi. Tụi hai con này nữa. Ra hai đứa hai bên hai góc. Thôi. Trời ơi, nói chuyện người lớn mà trẻ con đánh nhau. Người lớn đánh nhau mất lòng. Người ta nè. Thấy chưa? Này, anh nói cho bà biết như này này. Không yên được anh cho bố một mối nước một vả đấy. Anh không yên được anh cho bố một vả đấy. Này. Con có đấy gì nữa? Cho tự nhiên giải thích cho nào. Không phải chuyện của em, cút về nhà. Mà không cút được ngồi yên để anh nói. Các cụ ngày xưa là trẻ con đánh nhau mất lòng người lớn. Mà ngày hôm nay thì người lớn đánh nhau mất lòng trẻ con. Méo hiểu kiểu gì luôn. Không phải, hôm nay là người lớn tỏ tình mất lòng trẻ con. Mày thích không? Mày thích phổi tao không hả? Thôi. Mày thích phổi tao không? Mày thích phổi tao không? Mày thích không? Con ra đi. Thôi bình tĩnh đi. Chuẩn bị lại đấy. Thôi bình tĩnh đi. Đừng không đánh nhau nữa, không đánh nhau nữa. Anh đã bảo là không đánh nhau nữa. Anh đã bảo là không đánh nhau nữa mà. Im chưa? Vâng. Anh bảo mày im mà. Im đi, biết chưa? Yên mồm. Không được kêu cái này đó. Biết chưa? Anh bảo yên mà. Thôi, anh đã bảo rồi, bây giờ câu chuyện là như nào, bình tĩnh lại để cho cha ra giải thích. Hoặc là một là yêu thêm hai ba đứa nữa, vướng gì. Anh thấy mày mới người yêu được mà. Hôm nọ nó còn bỏ này nó đi Singapore rồi, mày lo gì nhỉ? Hay là tôi cướp được lại cho bạn thì thôi, bạn để cho tôi nhé. Không bỏ ra. Thôi. Bình tĩnh nhìn xem. Anh thương em như thế mà bây giờ em phụ anh như thế hả? Không phụ anh đâu. Em nói luôn đi. Ấy, sao em cứ thích gắn ghép vậy? Đấy anh nhìn xem. Anh nhìn xem. Con tay nhau kìa. Ấy, anh nó vừa cầm mà. Em làm vậy có điều không? Không phải. Anh làm gì đấy? Anh làm gì anh à? Anh làm sao? Em làm gì? Tôi bảo rồi. Để mỗi người thế à? Tôi bảo rồi, yên đi nào. Thả xuống cục, vứt lên ngọn cây tạm đi. Bao nhiêu ngày tháng hai đứa mình yêu nhau như thế, chúng bây giờ em quay ra làm như này à? Hả? Anh nhìn thấy gì? Sáu này làm gì đấy Sáu? Sao mày lại khoác áo rồi cho chị ra? Mày làm gì? Anh làm gì? Anh nhìn em nhìn xem anh đối xử tốt với em như thế. Em đánh anh như thế à hả? Em đánh anh quần áo, anh là người thương em trước đây. Tao ơi, bao quá. Trời ơi, để người ta tự giải quyết. Trời đất ơi. Anh làm gì đấy? Anh làm gì đấy? Thôi, không đánh nhau. Chị bay. Thôi chị bay ơi. Chị bảo mày thôi cơ mà. Đã bảo không đánh nhau mà. Vấn đề làm sao rồi đây? Chuyện tình tay ba à? Hay là cái này yêu chung đi cho đớt vì đau đầu. Dạ. Yêu chung đi. Anh đi rồi. Mọi người chả thấy em giải thích gì cả. Giải thích gì? Cái vấn đề là như này. Anh đã cho em mấy chị cho là giải thích chưa? Giải thích cái gì? Không anh có. Chưa cho bạn em giải thích mà cái tí mà. Sao mà không có gì đấy mà?
camera này, anh nói thật đây này. Anh hỏi mọi người cái nhá. Làng nước ơi. Vậy thì lúc nãy có thấy đôi này hôn nhau không? Đây này, mọi người nhìn nhá. Thấy chưa? Cả làng người ta bảo là nãy bọn em hôn nhau ở đây chụt ngay. Anh ơi hả? Mất cả lắm tay rồi. Dạ. Em vô thằng này em nói luôn đi, đỡ phải đánh nhau. Em không đánh nhau. Em không có quyền đụng mọi người anh ơi. Mày làm sao? Thôi không có quyền. Mệt quá không thể nào mà chịu nổi rồi. Chị bay nữa. Chị ra đi. Hả? Ông kia mặc cái áo như vào thì biết được thằng áo thằng nào nữa. Ơ này, lấy tí chưa? Bình 6 rồi, bình 6 rồi. Cha ra bình 6 rồi. Chưa biết bao nhiêu năm mà làm vậy hả? Cha ra bình 6 rồi kìa. Rồi, bình 6 nó thấy thương chưa kìa. Anh ngu nó vừa ơi. Vậy là... Bây giờ đi theo anh, không cần... Anh đi đánh 6 em chẳng minh kiểu gì, chẳng nhất để cho đánh 6 à. Bây giờ để đánh không được kia 6 rồi. Bây giờ nó thương 6 rồi. Đánh nhau một tí rồi mới thân thiết chứ, có sao đâu mà. Bây giờ cha đã thương 6 rồi. Đánh nhau đấy. Đấy nó thương cháu rồi thì thôi bây giờ mày bỏ qua. Anh nhìn xem. Anh bị người ta đánh em có bênh không? Hả? Bây giờ anh em trưng máu đánh nhau tí ảnh hưởng tí đâu mà vấn đề. Người ta bảo là cô đánh người ta. Nhìn xem. Người đánh thì mới quen đi. Bây giờ không đánh cho bên bạn. Cái này là cha ra là người bị hại à? Nãy giờ là cái này là thằng Bảy nó đang là thằng tổn thương nhất. Trẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Nó dành dành như vậy mà sai gì mà sai. Thôi lôi Bảy ra. Nhưng mà các anh không nghe em giải thích gì hết cả. Anh ta ơi. Thôi mà. Báo qua. Đi dạo kìa. Dạo cái kia tịch tạm đi. Thôi. Chúng mày cứ báo đi kìa. Dạo kia tịch tạm đi, nhanh lại. Vấn đề là như này, vấn đề bọn em giải quyết rồi là bọn em phải gì đi là sao làm sao nữa anh? Đi sai rồi anh ơi. Thôi về thôi. Thôi, để cho hai đứa con nó dạo mệt lắm rồi. Chúng ta nổ ơi. Xuống ao đây. Xuống ao đây. Nghi xuống ao. Nghi quậy xuống ao lắm. Thôi. Báo qua. Rồi, mỗi người lôi một con nào, mỗi người lôi một con nào. Em làm sao đấy? Tại sao em cứ thích gắn ghép với anh Sáu mới lại chà ra vậy? Em kìm sao đấy? Em kìm sao? Ôp này. Làm sao? Xì bay đâu kia? Có không chịu được mày, để anh giải quyết chưa? Em biết không, nói chung là em là người gây ra. Em im mồm lại cho anh. Mày muốn mọi chuyện im đẹp mày im mồm lại cho anh cái này. Mày yêu không giải thích thì làm sao anh gì biết được. Rõ ràng này, bản dân thiên hạ hàng nghìn anh em kia. 8.000 anh em. Thúc làng không được bảo là bọn em hôn nhau chụt. Với lại là anh quay được video rồi. Không có đâu. Thôi chỉ là mặt sau của câu chuyện thôi. Thôi ăn ra. Này, luôn vào đánh này, đánh xấu rồi. Chết cổ mày đi được. Con này báo quá. Quay vào đây đi. Thôi. Mày không có nói được cái câu nào để mà khuyên anh bỏ đi còn đi đánh nhau làm gì nữa. Anh Bảy ơi. Anh Bảy ơi. Mất công em kéo thì ta lại mà. Em đã làm gì sai đâu. Anh Bảy ơi.
và ra như chưa từng quen, không quan tâm nhiều về nhau. Thôi em ơi, đừng yêu người ta làm gì. Em quá chạy đâu đây. Chơi thân nhưng mà về nó đi theo xấu rồi thôi chứ. Muốn nói kia. Thấy nó bị ngứa mắt rồi đây. Giải thích nữa rồi, em cứ im mồm là tốt nhất. Alpha bây giờ ấy, nó không liên quan, cũng không được đánh nhau nữa. Im mồm để anh giải quyết. Lên bờ, sáu im mồm lại. Cơ thằng bảy là thằng đang đau khổ nhất. Lên bờ. Thôi, cha ra mày theo cháu rồi mày đi ra phía đi. Không nghe em giải thích vậy, có phải vậy đâu. Không phải vậy mà nó rành rành như thế rồi. Dân là người ta còn bảo là ôn nhau thôi kìa. Ai bảo, các anh bảo cho ai, các anh tự biết chuyện đây. Dân là người ta nói nhá. Quay quay cũng sai luôn. Sai gì? Mày sao? Im mồm đi. Tại sao lại lẫn nhau ra đây? Tại sao lại cùng cầm hoa tay trên tay? Vật phẩm miệng hình ở trên tay, cái này là em nghĩ là nó sai. Em có cho em nói không? Này. Anh có thể nói không? Nghe em giải thích đi. Nói chứ, mày giải thích cơ. Cái tần số giọng nói của mày không nghe anh nói em gì. Anh không tin tưởng bọn mày nữa rồi, cha ra. Sao lại không tin tưởng vậy, em là xấu không à? Trước đây em có thấy sai cái gì không? Thôi cái tần số của mày bởi không nói, không nghe nói, mất nói lại đi. Tao đấm vào chân đấy. Nói nữa, im mồm ra. Em chả có nói xấu cái gì cả, em chả có tật xấu gì cả. Bọn anh nhá, bọn anh đủ hiểu, bọn anh đủ... Anh im mồm Cơm. Bọn anh đủ lớn để hiểu được là bọn cái câu chuyện là như thế nào. Đây này này, vấn đề là em mới lại cha ra rồi đằng sau. Anh nhìn anh có nhìn được trước không? Anh ba. Trời ơi, chị hai cái con này. Ủa có trời ơi, không có gì à? Trời ơi, không có gì à? Chúi anh ra lại đi, anh không đánh nữa. Thôi hai đứa này nữa mà. Không đánh nữa hả? Bảy ơi, Bảy, anh nói thật bây giờ này, vấn đề là như này. Ngoại chuyện ăn như thế rồi, thôi, không yêu nữa thì thôi. Anh yêu đứa khác. Để em giúp anh, cứu chị nhưng mà... Cha ra đối xử với em như thế, em không chấp nhận được. Anh cũng không chấp nhận rồi đấy. Anh thấy không được rồi. Tự nhiên đang yêu nhau mà tự nhiên có một thằng tới, rồi yêu luôn, rồi ôm nhau, khoác vào nhau như thế. Anh xem có được không? Em biết đấy. Không. Đấy là người ta là cùng chung một con đường. Anh bảy ơi, em thương. Lấy thì ra ngay vậy chứ. Trời ơi, cái bọn này bây giờ nó... Thôi, nín hết điện đi, cái này vấn đề là về giải quyết. Chà ra tôi tốt nhất là không yếu nào nữa. Ôi, em bé. Ê, em làm gì ấy? Tôi bây giờ. Hai cái con báo ơi. Chìm vào kia, xong chìm bàn án ra rồi. Chìm thôi. Lên bàn. Bố em à, để em đánh tay đôi với nó. Bố em à, em nóng lắm rồi, anh đừng làm. Nóng rồi, đi lại cho anh Bảy cho nghỉ ngơi đi. Nhanh lên. Không nghỉ nữa, anh nghỉ anh, để em thở ra. Đi lại cho anh Bảy kia. Anh muốn em thua à, anh đi ra. Thua, đánh cái gì. Thôi. Thôi. Xuống áo hết bây giờ. Em đi xuống áo là không ai cứu được đâu. Trời ơi. Hai con báo ơi. Thôi mà.
Cầm à, anh bỏ ra. Em đi thương mày kìa. Mày ơi. Quyên ngoan anh đây. Anh Bảy ơi, em ra cứu đi ra ra. Đi lại đây. Đi đi lại đây. Anh Bảy. Giờ đây rồi. Bất lực. Anh đi ra. Anh đi ra. Phải đi ra. Anh người ngoài cuộc ấy, đi ra. Bác anh Trường, người ngoài cuộc. Mày mới là người ngoài cuộc ấy. Mày biết người ngoài cuộc. Mày đi ra ngoài cuộc. Mày đánh nhau thôi. Em mà có nói không phải việc của mấy anh. Mày bị ngáo à. Người yêu cho. Thôi mày. Mày vấn đề là người ta nói yêu nhau việc của nói này. Các bạn mà mày nhỏ xíu thì cứ vào đánh nhau rồi sao. Anh không biết, mày ngồi yên đi. Anh nhảy với em ngã ra. Kệ mày ngã chứ. Không được, phải ngồi vững. Cứ ngồi với em vững. Anh ơi. Ngồi nhìn nó à. Lại đi, bảo. Anh này đây. Bất lực. Xuống xuống đây. Thôi. Nào. Cắn nó. Xách 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 nó vào nhà đi. Hai con trâu ơi, bất lực rồi. Xuống ao bây giờ. Kệ mày mày. Em biết bơi, anh không phải lo. Còn anh em biết bơi, không em không biết. Em biết bơi. Nhưng mà bơi chìm. Anh chết đuối rồi. Cái gì đây? Ê, Nam ơi, mày chọn con nào? Tao chọn em vào. Ê, bê, bà trắng, bà trắng. Bà trắng. Không ai chọn anh, không ai chọn anh, của tao đấy kia. Bây giờ mình này là chịu hết. Mày chịu thua chưa? Không tao ném mày xuống ao đi. Chịu chưa? Còn lâu mới chịu thua. Không. Cô đấy nè, cô đấy hôm nay biết nói tiếng người rồi. Cô đấy hôm nay không bỏ bộ rồi. Đánh nhau tụi cầm quần ra rồi, nhẹ thôi. Chưa tụi quần. Ngồi yên, ngồi yên đi. Làm sao? Ngồi yên. Ê! Đã. Tại sao mà em lại cứ thích xem một chuyện của người khác đấy? Mày cứ học đi. Hả? Em thích. Hả? À, anh gọi lại. Tại sao em cứ thích xem một chuyện của người khác vậy? Em thích. Em thích á? Anh lại hồn. Tại sao em lại thích vậy? Tại vì em thích. Em thích á? Đây nhá. Đây là chuyện đánh nhau của hai bọn em. Đúng rồi. Đấy anh không liên quan. Đúng rồi. Vậy á? Vâng. Vâng. Không phải là liên quan đến chuyện kia. Chuyện này là chuyện riêng của bọn em. Đúng rồi. Đây. Đây. Ủa? Rồi vứt của là lốt của là sao? Bọn này ngáo rồi. Ê mà nó bị trúng cái gì chứ? Trúng thuốc. Thuốc dại rồi. Chúng mày uống nhầm thuốc à. Đưa nó đi. Thôi kệ nó đi, giải quyết là phải đi. Xuống ao. Vấn đề như này bây giờ sao bọn này cứ bênh anh Bảy anh Sáu làm gì? Mỗi đứa một bênh sao không bênh chị ta cái này đứa đi. Hòa giải mọi người đi. Hòa giải kiểu gì? Vậy đây khoan bình tĩnh đi. Cái này em như nào? Ý kiến của em như nào? Ý kiến của em là cho anh Sáu đi với chị ta ra. Vậy em sao được? Còn em thì cho chị ta ra đi với anh Bảy. Vậy rồi sao? Không ok được à? Không ok thì phải đánh nhau. Trời đất ơi. Bố này chị ơi. Thôi để cho nó đánh nhau đi ra. Chị giải quyết thằng Bảy. Anh Sáu. Anh Sáu đi với chị ta ra hợp hơn. Anh Bảy lên đây buồn anh em đánh như Bảy vậy. Chúng mày đi về đó. Tại vì anh ta bảo. Chúng mày đi về thì tao mệt đấy chúng mày. Chị nào đánh anh Bảy? Chị bảo chị đánh anh Sáu rồi. Không biết bảo lên tao đánh anh Sáu thôi. Không phải anh ta bảo đánh anh Bảy. Chưa bảo. Anh ta bảo anh đánh anh Bảy. Chưa bảo.
về đi, cho lên việc của người lớn, mà chúng ta làm gì nhỉ? Ôi em ơi, em ơi. Trời ơi, chị ăn gì mà đi khỏe thế? Ăn cơm. Bảy ơi, bảy. Bảy ơi. Thôi kệ đi, con này vấn đề không yêu đứa này thì yêu đứa khác. Cái đứa này yêu làm gì? Thôi. Lắm rồi cơ. Bảy. Sao này mà em lại đi ăn bánh đi? Em bỏ ra, em đừng đụng vào ai. Đúng rồi. Mày bây giờ mày đi nhậu xấu rồi, mày bỏ nó ra đi. Em đi bao giờ? Thôi. Dậy đi bảy. Chị ơi. Ơi. Đấy giờ em hỏi chị tí đã. Vâng. Ờ. Nhà chị có ăn, nhà chị ăn cơm, có ăn cơm với rau không? Có chứ, cơm với ăn với rau chứ. Thế thì chị có chấm mắm không? Có, chấm mắm chiên xu. Kinh nhá. Nguyên viên à? Dở ơi à? Cái gì, tiền của em anh chiên rồi làm gì? Đúng rồi. Nói tiếp đi. Em hết rồi thôi. Thế hả? Thế nhà mày ăn đi, cơm với cái gì mà yếu vậy? Em ăn cơm với thịt gà. Đấy, nhà mày rau. Đấy, rau. Nhà chị cũng rau mà. Nhưng mà anh vốn kia gì? Không, tài nó gì hết. Anh bớt cái gì lắm, anh bớt là cho chị ăn cá thôi. Nhà mày đâu rồi đây? Nhà mày đâu, em đâu? Chị em đâu? Em đâu? Nhà chị cũng đâu mà. Nhà chị cũng đâu mà. Mày lên đi. Em chả thích gì cả. Đâu rồi? Thế thì em không vậy? Tao thích em. Anh phải biết gì ra đây rồi nhau. Em thích anh xấu với anh. Thế là nhau. Em chưa nói hết cậu. Thế nó nói hết đó em. Em đấy, chị cho đám em cháu đi cùng với nhau cơ. Không được. Khoan đã. Phải được. Khoan đã. Nói tiếp đi. Hết lời rồi. Chị nói đi. Tụi bọn này mình làm trò nhau đấy à? Anh đếm thời, anh đếm thời gian cho bọn em. Đi làm gì? Đi làm gì? 3 thôi. 3, 2, 1. Anh đến chậm thôi. 1, 2, 3. Không. Chậm thôi. 3, 2. Thương con thì con giống mẹ. Mẹ thương con thì con giống ông ở xóm. Mày cứ mày bắt tao đứng làm trọng tài cho mày mà mày đánh nhau à? Khác gì tao tiếp tay cho mày. Lão thế gì? Anh đếm đi, anh chỉ cần để học đếm thứ 3 số đi. 3 2 1. Có phải mày lại đánh nhau à? Ui giời. Anh bố đừng. Xách nó về đi. Mày yên đi mà. Không được. Đang đánh nhau anh không được làm. Đúng rồi. Đánh chuyện của bọn em mà. Không phải em mà. Chuyện của bọn em. Chuyện của bọn em. Anh bỏ. Anh bỏ ra. Như nào tao còn đánh ra đi. Anh bỏ ra. Sao anh ấy ra? Anh bỏ ra. Cứu lại. Ok. Chúng mày ở tâm đồng anh, chúng mày đánh với nhau à? Ừ. Bây giờ mày ra đâu, mày đánh nhau hay là bên nhau? Thì anh đi ra đâu nào, còn em lại đánh nhau. Đúng rồi. Đi ra đi. Đi ra ra nữa, tài đi hết đây. Sao? Thì ông đi với anh bảy đi cho yên. Không phải đâu, chị cứ đi với anh sáu đi, không lo đâu. Đi với anh bảy. Đi với anh sáu. Chị phải đi với anh bảy. Đi một người thôi. Chị đi một người thôi. Chọn hai bọn em. Chọn đi. Chị hãy chọn đi. Chị đừng khóc nữa. Đúng rồi. Là anh bố ơi. Đi đánh bốn đi. Bây giờ anh có cách giải quyết tốt nhất là không đi theo ai nữa. Đi đánh bốn được không? Yêu anh bốn không? Đi theo anh có được không? Em. Thế thôi hai bọn mình đi về đi chị nhỉ. Đánh nhau cũng mệt quá. Về yêu em bốn à? Mày về đi, anh nhiều quá đi. Anh bố hành anh hay là anh chắc chắn không? Anh chắc chắn ở với chị cha tao không? Thì bây giờ tao phải giải quyết cho hai đứa chúng mày chứ. Chúng mày không, đi về đi. Thế là anh giải quyết đó. Qua la thôi, đánh tiếp. Vậy là anh bố điều tra ra rồi. Đánh tiếp. Không phải. Chờ anh bố nữa. Giờ có anh bố nữa. Mày ngộ à? Không có đâu, anh đừng kiểu vậy. Anh chết đi thôi, anh đừng có làm gì vậy. Anh ngộ nữa. Gà em đánh không cân sức với con này. Nhưng mà chị được ăn đâu chấm mắm chiên xu nhá. Mày đừng ăn thịt gà. Thì em ăn thịt gà em chỉ được chấm với tomat thôi. Nhưng mà tomat gà của nhà. Nhà nào nhỉ? Nhà làm. Nhà làm á. Không được, anh bỏ ra. Cái đứa này. Anh bỏ ra. Chúc tụi em phải anh ăn thế. Anh bỏ luộc rau em ơi. Đâu. Anh bỏ ra. Anh bỏ luộc rau anh ơi. Ở đâu rồi? Sao anh đầu mà anh kẻ sĩ thế? Kẻ sĩ? Im mồm đi! Sao lại đánh nhau nhỉ?
bay kìa. Cứu đi. Cứu bay đi. Bay đi nó. Cứu cái bay, cứu bay. Anh bay. Anh bay ơi đi lên đi. Anh bay lên đi anh bay ạ. Lên đi bay ơi. Em chả thích gì cả. Thích gì? Thích gì? Thế chị thích gì? Tao thích anh Bảy với chị Trang Lai yêu nhau đây. Thế thì em đi. Thì làm anh Sáu với anh Bảy. Anh Sáu với chị Trang Lai yêu nhau thì làm sao? Em sao? Mày thích đi. Chúng mày mệt lắm. Chị em thích chị Trang Lai với anh Sáu đi cùng nhau ấy. À, đi cùng nhau nhưng không yêu nhau là được. Có yêu. Yêu bạn biết luôn. Đâu đâu. Sao đi đánh nhau? Đánh nhau tiếp. Trời ơi, chúng mày yên em nào. Yên. Anh nghĩ rồi em đánh nhau. Đúng rồi. Này, bây giờ tôi biết rồi. Không biết biết nào hết. Mày qua đi. Không đi biết nào đâu, chúng mày bơi bơi đâu nhá. Ừ, đi đi. Tự nhiên lại đi rồi mà. Hả? Mày ơi, lôi lên bờ đi. Lôi lôi bẫy vào hổ thân. Ấy cho ráo lôi mày lên kia. Thôi em ơi, về đi. Về bờ đi. Về nhà đi em. Đi bờ đi. Lôi lên đi. Lôi anh lên mà. Ơi. Mày điên à, lại đánh nhau. Chị của mày. Thôi thôi. Ủa kệ đúng không? Thì chúng nó đánh nhau. Bảy ơi, anh bảo này, cái này có gì cứ về cha ra em cái này em là người đứng giữa cuộc này. Em là người gây ra tai họa thế này. Đâu các anh không nghe bọn em giải thích à? Sáu lên đây nào, sáu lên đây, ba mặt một người. Lên lên. Sáu lên đây. Bắt kia lên đây. Sao? Mày có lên không? Hả? Hả? Mày có lên không? Mày có lên không? Anh không lên thì thôi để bọn em tự đánh. Được. Không đánh nhau nữa. Đúng rồi, anh đi ra. Anh không, không phải việc của anh ở đây. Một. Mười hai. Kéo tôi lên đi. Mười. Chín. Tám. Ba. Năm. Anh đi sai rồi. Chị rồi. Này hồn nó này một ông là fan của 7, một ông fan của 6, hai ông fan nó đánh nhau. Nhanh lên. Thôi không đánh nhau quá. Thôi 7 ơi, không phải khóc nữa em. Thôi thì bây giờ lên 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 giải thích bên 7. Thôi làm sao mà mày cứ bị lằng nhằng thế nhỉ? Thôi tại sao? Thì cũng được thôi nhưng mà đối xử với em như thế em không chịu được. Thì bây giờ mình phải như anh ra xã hội mình làm ăn mình phải trải qua đắng cay ngọt bùi với em. Anh lúc nào chả thế. Chả thế là làm sao? Thì bây giờ anh đã yêu ai bao giờ đâu anh biết. Nhưng mà cũng đúng. Được á, được á. Thôi, bây giờ mình phải như thế thì mình mới trải qua được thì mình mới cứng rắn lên được em ạ. Cố gắng lên, không sao cả, không có gì hết. Đứng lên đi về. Thằng kia lên đây giải thích, ba mặt một lời. Các anh chị toàn làm mấy cái gì không ấy. Rồi mày giải thích đi. Mày giải thích đi. Mày đứng cho mày này. Mày đứng. Ừ, giải thích đi. Đó, đủ chưa? Ừ. Làm sao? Câu chuyện đầu tiên là như này chứ. Ừ rồi. Em thấy trên Facebook một bạn nữ xinh gái đúng không? Ừ. Nói gì rồi nhìn tí anh còn kinh quá. Em có thích bạn đấy. Mày thích một bạn trên Facebook. Vâng. Rồi sao liên quan gì đến vụ mày tỏ tình cha ra hôm nay? Xong không có nhau chụt chụt. Xong rồi đó. Nó không hôn cơ mà. Hàng xóm người làng nước người ta đồn. Bạn ấy thích gì hay là nô độ kia kia, em chưa thắng cái bao giờ. Thì em nhờ chị cha ra tư vấn và làm cho. Còn là để em làm ví dụ một lần. Anh hiểu không? Để em biết anh dạy em đi thắng gái được. Vậy tại sao cái con ếch nó lại gắn ghép em vậy? Chắc... Vậy này ngay con kia nó đều là quỷ của nhà biết đấy. Nhưng nhầm gì? Tại các anh đây. Các anh cứ là tua chuyện này đây. Không phải là cơ này có bọn tao ở đây mà chúng mày nói như thế đâu nhá. Này, anh nói là nói như thế. Bây giờ mày thấy có tất cả mọi người đây thì chúng mày nói như thế, chúng mày có gì chúng mày cứ nói thẳng ra để cho thằng Bảy nó đỡ đau lòng. Em chả có gì cả, mấy chị ba ra đồ ăn cả nữa. Bảy dẫn về về, bọn em ấy không có cái lý do chính đáng hơn ấy thì đừng nhìn mặt bọn anh nữa. Bảy dẫn về về. Không phải vậy đâu mà, bọn em kể nói với anh tin em à. Anh mắt thấy rồi. Anh em có nói dối các anh không? Mắt anh nhìn thấy đi. Anh ơi. Ở lại. Nằm giữa bọn nó lại. Không anh em hiểu nữa. Không Bảy. Cơ mày tiếc Bảy à? Tiếc làm gì? Em không phải giải thích cái này, bọn mày về có cơ lý do thì nó xứng đáng hơn. Thì hãy nói chuyện lại với bọn anh. Đúng rồi. Em không hiểu luôn ấy. Còn đâu không nghe đấy.
mà em giải thích như thế vô lý lắm. Ở đây đi. Không tin. Quay được video để hàng xóm người ta đồn là hôn nhau chụt chụt cái kia, cái này là bảo là bắt mất bọn tôi tin nghe nó vô lý. Phải không anh má? Phải chứ. Cái này vấn đề là kia kìa, xấu là đòi tán chị Cha Ra phải không? Đấy. Đi về, anh em kệ không chơi bọn nó. Nói thật luôn nhá, Cha Ra mà không xin lỗi anh bảy không chơi nữa. Còn anh này nữa, không chơi cái này nữa. Về. Mày cứ đấy đi. Ở đây đây. Về yêu nước khác em nhỉ? Không hiểu, về. Chơi em đâu mà lại chơi với chị đâu. Anh ba, em không nghĩ chị vậy đâu. Em nghĩ chứ, nhìn vậy à, em không nghĩ vậy à. Thôi, ăn thang ăn không ngồi lại nữa. Không nói thêm với người nữa. Nha. Anh lấy dép cho em chưa? Chưa, không cần đâu, đi về. Để em ngủ dép nữa. Không khóc gì nữa. Này, mọi người cứ về trước để anh nói chuyện vợ cháu lại. Cơ này con em kiếm một lý do để phù hợp hơn thì em nói chuyện với anh. Lý do của em là như vậy, đó là sự thật. Sự lý do gì? Lại ôm nhóc nhau đi. Này thôi về, không đánh nhau nữa. Anh ơi. Về đây. Về đi. Anh nói thật cho bọn em nhé, cơ này về kiếm cái lý do này tốt hơn đi. Cứ thằng 6 em à, thằng 7 em nên là nó buồn. Nhưng mà bọn em là đây là sự thật rồi, còn lý do gì nữa đâu. Đấy, ôi ơi, em nói là bọn em là sự thật rồi. Ôi giời ơi, em nói vậy. Thôi, hai đứa phải ôm nhóc nhau đi, đi về đi. Anh ơi. Không gì nữa. Giải thích ghê, video sau giải thích rõ ràng. Video sau giải thích rõ ràng, ok. Không tin được nữa rồi. Mất niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn kiếp anh chìm sâu. Tìm về nơi đâu con chân là rơi dưới bầu trời. Chắc em bây giờ đây, ủa, ọp thôi anh em ơi.